Chào các bạn, thì bài tập này thì chúng ta sẽ thực hiện ha, đó chính là chữ mình nó sẽ bị cháy lên, hiệu ứng lửa cháy ha. Thì đầu tiên để hiện rõ hiệu ứng lên thì chúng ta sẽ tạo một cái background nền màu đen. Chúng ta sẽ gọi chữ bình thường ha. Đây mình sẽ demo một cái chữ mẫu như vậy ha, thì các bạn sẽ chọn phông chữ nào tùy ý nếu các bạn thích thôi ha. Nên sẽ phóng to một chút xíu chúng ta sẽ dễ nhìn hơn ha. Bước tiếp theo chúng ta sẽ chọn ha, xoay ha, các bạn biết là xoay hình này rồi. Để cái kết quả thế nào thì chúng ta sẽ nhìn cái bước cuối cùng ha. Thì chúng ta trước mắt chúng ta sẽ xoay. Rồi. Chúng ta sẽ chọn filter ha. Rồi cái bài này chúng ta sẽ quá quen thuộc rồi. Các bạn nhớ cái bước này không ha? Rồi, chúng ta sẽ hiệu chỉnh. Rồi. Gaussian blur ha. Chúng ta sẽ cho nó nhòe. Đó. Cần lưu ý là trước khi chúng ta chọn filter là chúng ta sẽ gộp cái lớp chữ là cái lớp nền lại ha. Và sau đó chúng ta chọn hiệu ứng gió. Ha. Đây, ta Gaussian blur. Rồi, hiệu ứng gió. Rồi, cứ blur chúng ta vừa đủ thôi. Như chúng ta blur nhiều quá thì chữ chúng ta sẽ nét luôn, cái nét của nó thì nó sẽ không có rõ ha. Bạn nhớ đảo ngược cái hướng gió lại ha. Đó, thì này chữ của chúng ta nó sẽ đỡ hơn ha. Chúng ta đừng có blur nhiều quá. Gaussian blur nhiều quá, Gaussian blur vừa phải thôi ha. Rồi, chúng ta được cái hướng gió, cái hướng chữ chúng ta sẽ nhòe ha, sang một cái hướng giống như là hướng gió ha. Rồi chúng ta sẽ chọn vào cái gallery của cái filter thì chúng ta sẽ chọn cái hiệu ứng này ha. Motion. Đó, như hiệu ứng lăn tăn nước các bạn ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đổi ha, đổi cái hướng hình lại, xoay cái hình lại ha. Đó thì các bạn sẽ cảm giác cái chữ mình nó bốc lửa, bốc khói là đó ha. Thì bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ha? Thì bạn quan sát tiếp. Đó, thao tác của mình rất là chậm để cho các bạn có thể xem và ghi lại ha. Cái đoạn phim này là mình đã thực hiện là khoảng năm 2013 ha. 2012, 2013 cũng khá lâu rồi. Thì mình sẽ dùng lại cái bài này ha để cho các bạn xem. Đó thì các bạn thấy không? Đó. Chúng ta sẽ chạy hiệu ứng màu. Chúng ta có được cái hiệu ứng màu lửa rất là tuyệt ha. Thì chúc các bạn thành công khi thử video clip này ha.